mọi người đã quay lại clip của tôi. Hay dạ, ôi trời ơi, cái gì vậy 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 bà nội? Các bạn thấy không? Bà mới đập đầu vô tượng cái bon luôn mọi người. Ủa đi đâu qua này vậy? Chữa lành vết thương là làm gì? Là tạo niềm vui cho tôi á, chẳng hạn như dẫn tôi qua làng đi nha. Ôi tôi năn nỉ ông luôn á. Trời ơi. Tôi qua một mình lát bỏ ác muốn nó chửi tôi á, ông dẫn tôi đi đi mà. Trời ơi, thôi qua làng heo làm gì? Dạo này đâu có cái gì chơi vui đâu. Bà thích qua làng heo quá à. Làng đó là chỉ có những hi ha mới ai được mới qua được thôi mà. Tôi lại không. Trời ơi. Cái bà nội này á mọi người ơi. Bớt giả điên đi. Thôi được rồi, muốn đi thì đi, nhanh lên. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình dẫn dâm mi qua bên làng Hia Âu thử coi. Sao đấy gì nha, cấp nát công nhận mạnh đi ca ơi. Lỡ gì nha, cấp nát gì nha. Nay mày đem mà đánh lộn quá thì thằng nào thắng? Tôi thắng. Nhanh lên Jimmy ơi, qua làng Hia Âu đi. Nhiều cái thú vị ngày hôm nay lắm. Được rồi, giá đâu Jimmy ơi. Bây giờ tôi sẽ cho bà coi cái làng này có mấy thằng kia vui lắm. Theo tôi, nhanh lên, follow me. Ủa có ai? Nè Jimmy, đằng kia có cái nhà tù kìa, bây giờ tụi mình tới đó. Ôi, Hia Jimmy. Ủa, Hia đó. Hia đó, sao không ở đây? Ủa, bà là Jimmy vũ trụ của Hia mà đúng không? Đúng rồi, đây là Jimmy vũ trụ của tôi, có chuyện gì vậy? Vậy là ông chưa kể cho Jimmy nghe sao nha? Quên, Hia đó này chính là người mới tham gia qua làng này rồi. Hai người. Bây giờ nhà tôi xây xong rồi đó, có muốn đến xem không? Hia đất xây nhà xong rồi kìa Jimmy. Hay là bây giờ tụi mình qua coi thử Hia đất xây nhà như nào không? Cũng được. Vậy đi theo tôi nè. Bây giờ đi theo Hia đất để coi nhà của Hia đất như nào nha mọi người ơi. Tôi tò mò và thắc mắc quá đè chưa. Wow. Ủa sao nhà của ông xây ở đâu trong trong góc này vậy? Tôi đâu có biết đâu. H1H4 cho tôi khu đất này thì tôi xây ở đây thôi. Cửa này nè, nhìn nó hợp với ông lắm luôn á. Có cả hồ bơi xông hơi luôn nè các bạn. Cái đồ nhà này xịn dữ trời. Tham quan thoải mái nha. Wow. Nhà rộng rãi thoáng mát mà xịn sò nha. Bố cục nhà hơi bị đẹp luôn á mấy bạn thấy không? Ơi, đi ra sao đây ở gì đây? Ngoài sau đây là phòng ngủ, lại phòng mà tôi chơi game rồi máy tính rồi phòng ngủ thay đồ đồ á. Vậy nhà của ông không có lầu à? Tôi không thích lầu lắm nên là tôi xây một tầng thôi. Jimmy, bà thấy nhà này như thế nào? Đương nhiên là đẹp rồi, nhìn là thấy nó rất là quách lách nhất trong cái làng này đó. Cảm ơn hai người nhiều. Từ đây tôi là người mới của cái làng này, chắc là phải cần mọi người giúp đỡ tôi nhiều đó. Cần gì thì kiếm tôi sẽ giúp ông cho nha đắc, có gì đâu. Được rồi, vậy bây giờ tôi đi qua cái nhà tù cái nha đắc ơi. Hai người đi đi, cần gì thì kiếm tôi. Chị ơi, cần gì thì kiếm tôi. Thôi đi, thôi Jimmy. Ơi mà quên nữa, làng này của tôi vừa có thêm một thằng thành viên mới nữa. What the hell, ai nói vậy? Tôi không biết gì hết vậy. Cái người Hia Âu này á, người ta có tận 48 tuổi lận, là một ông chú luôn á. What the hell. Đúng rồi. Cái này tới tận là chú luôn đó nha mấy bạn ơi. Đi qua coi thử. Nhìn lên, theo tôi. Hia Âu đó ơi. Chú ơi, chú mở cửa chú ơi. Đây. 48 tuổi con tới thăm chú này chú ơi. Lần đầu gặp chú con đã nhớ chú rất nhiều. Vũ trụ này cũng có Jimmy sao? Tao tưởng chỉ có những Hia thôi chứ. Không phải chú ơi, đây là Jimmy vũ trụ của con. Người được cấp quyền đi qua đây chơi vui thôi chú, chứ không được ở lại. Tao hiểu rồi. Chú ơi, chú đừng kêu con là Jimmy, chú kêu là bé Jim là được rồi. Bé Jim sao? Cũng được. Thì từ nay ta sẽ kêu con là bé Dùm Nho. Được rồi, đi lên đi. Đến đây để làm gì vậy? Đến đây là muốn coi thử coi mấy cái đứa pha ke nhốt như thế nào rồi. Tụi nó trên lầu đó, hai đứa lên trển coi thử đi. Ok, lên Jimmy. Dạ, hả đâu ra mà. Tụi bay có đồ tù hả? Đẹp lắm. Lắc lên đồ gì mà lắc đồ tù. Ủa chú, đồ tù của nó sao kỳ vậy? Đồ tù sao bình thường mà? Ở nhà tù của tôi á, bộ đồ tù chỉ có màu sọc, màu hồng, màu đen thôi. Nha ba kia này chưa đổi đồ nè chú. Mày đi ra đây coi, nhanh lên. Mày bước ra đây, đưa mày đồ tù, mày không biết thay vô mày. Mày dẫn mày đó hả? Mày ra đây. Mày chết trải nghiệm lắm. Bây giờ mày thay bộ đồ liền cho tao, nếu không tao đâm mày đó. Ui dồi. Cái gì ghê vậy chú? Ôi, cảnh sát gì bạo lực vậy? Được rồi đó, nhìn mày được rồi đó. Đi vào trong. Trời ơi, em mắc vệ sinh quá cho em vệ sinh nhé trong. Không, đi vào nhanh. Mày đừng để tao nóng nha. Chỉ có chú cảnh sát này mới trị được tụi nó thôi Jimmy à. Bọn tao ở tù tới chừng nào vậy? Cái gì nào kêu vậy? Mày kêu về nguyên nấp. Bọn tao ở tù tới chừng nào được ra vậy? Không bao giờ được ra, tụi mày ở tù chung thân đi. Vậy trời ơi. Mày khùng nó nãy. Mày khùng vậy? Mày không có tội gì ha, mày không có tội gì ha. Mày đi kiếm chuyện tao lâu lắm rồi nên là. Mày không có tội nói cho mày
nghe là thằng quy nước. Tội của mày là bắt cóc tao đó. Hay ngu. Đúng rồi, mày bắt cóc người ta mày đòi nước ra vậy mày. Mày nói gì tao tin Hyena Monster vô đây chơi với mày á, mày tin không? Thôi được rồi. Để chú dẫn con Hyena Monster vào đây cho tụi nó biết cái nào là lễ độ cây. À đừng thì thôi, tụi mày cũng biết sợ rồi đó. Mấy cái đứa này lúc nào cũng ồn ào la lối sùm hết. Chắc tao phải nghĩ biện pháp gì xử tụi nó quá. Chú giờ chú nghĩ thử coi có biện pháp nào xử tụi nó đi. Chứ bây giờ con thấy cứ như vậy hoài con nhức cái đầu thiệt luôn á chú Hyena cảnh sát. Chú ép nó một ngày cho nó ăn một buổi rồi xong rồi chú bắt nó làm việc kích động cho con. Ui, như vậy có vẻ ổn đó. Đáng đúng tinh thần tụi nó tới chết luôn chú. Mấy thằng này nè, nó không biết sợ đâu. Ông phải cho đó là địch đó, thấy không? Thôi qua rồi. Đi xuống mấy đứa ơi, đi xuống đi. Cho nó đó tụi nó hửi mùi đi. Cho hửi cái bà nội tụi bay luôn, cho tụi bay hửi nhúc cái đầu tụi bay luôn. Tối ngày xì hơi hoài à, nhức đầu thiệt chứ các bạn ơi. Thằng đó nó ăn cái bụng nó yếu thì sao, tối ngày nó xì hơi hoài à. Ừ. Trời cháu. Bên của chú có giùm mì không? Bên của chú à, có giùm mì luôn cháu à. Mà giùm mì bên chú là một thủy thủ mặt trăng. Cái gì? Thủy thủ mặt trăng hả? Vậy già hay trẻ chú? Trời ơi, bây giờ bà nghĩ đi, ông chú này tới tận 48 tuổi rồi thì Jimmy của bà chắc cũng 48 chứ nhiêu. Ừ, đúng rồi đó, 48 tuổi rồi. Hồi xưa á, bà là thủy thủ mặt trăng đời thứ nhất, nhưng mà bây giờ á, bà nhường lại ngôi cho người khác rồi. Ủa, thấy chưa? Nhường ngôi luôn hả? Ồ, đúng rồi. Tôi thắc mắc thử cái vũ trụ của ông này ghê luôn á bạn ơi. Ôi trời ơi, mấy đứa đứng ở đây đi. Đến giờ ta cho mấy đứa kia lao động rồi. Ôi giời, đến giờ lao động gì vậy mấy bạn? Không biết là lao động gì ta. Tới giờ chúng mày lao động rồi nè. Mấy thằng nhóc ra đi. Vào tù. Nếu mà tụi mày hoạt động chân chính và hoạt động tốt thì tao còn miễn hạn tù cho chúng mày. Còn không thì đừng có hòng. Nhanh lên. Được rồi, ra đây nào, hoạt động đi. Công việc của tụi bay chính là ngày hôm nay gạt hết lúa và trồng lại. Tụi mày bứng bằng tay đi, mắc gì phải đồ gạt hả? Đạp đi. Trời ơi, ông chú này ổng hung dữ quá các bạn ơi. Mà ổng làm cảnh sát mà ổng hung dữ thiệt sự luôn á. Lần đầu tiên tôi thấy trên đời luôn á mọi người. Trời ơi, chú này còn giận dữ thì có gì à? Ôi, ổng chỉ giữ với mấy đứa cảnh sát thôi chứ lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ổng, ổng cũng dễ thương lắm á. Ổng chỉ gọi là hung dữ với mấy cái đứa này thôi. Đứng ơi đó, thôi đi. Ôi, biết rồi. Ô là trời. Cái ông chú này 48 tuổi mặc bộ đồ full hồng mà bà ổng hung dữ ác luôn á mấy bạn ơi, đúng là một cảnh sát chiến trận. Ôi, chú nó tạt nước vô người con kìa. Ơi, thằng nào vậy? Thằng này đúng không? Rồi, được. Hai đứa canh hai đứa này, còn lại mày thằng kia đi theo tao, nhớ luôn. Rồi, thấy bà mày rồi. Mày vô đây tao cho mày bài học nhớ đời nha con. Mày nè. Ôi giời. Mày, vô làm việc lại, nhanh lên. Ôi. Bị đánh xịt máu mũi sưng má bầm tím con mắt luôn kìa. Chính thưa anh chị, em vô cùng xin lỗi, tha lỗi về. Nói đàng hoàng lại. Cái gì? Mày cái gì? Được, mày muốn đúng không? Rồi đi qua đây tiếp lần hai cho tao mày. Mày nói lại. Đứa nào là phát? Dù tôi có chết, tôi có đánh đổi cái danh dự này, tôi vẫn là Hyena. Được, ok, đi qua hiệp 2 nè. Nhanh lên, hiệp 2. Nhanh lên, hiệp 2. Trời ơi là trời, chuẩn bị hiệp 2 rồi. Thấy bà nội mày chưa? Đánh nó mạnh mạnh lên chú ơi. Nhục như mày luôn á, Hyena ba kè. Hyena, bây giờ con cầm cái chìa khóa này cho tụi nó vô tù giùm đi. Ta xử cho thằng này một bài học cho nó biết ai là fake, ai là real. Thằng này giỡn mặt lắm rồi. Án mạng nè. Chuyện này bạn bạn mày không về rồi, thôi đi vô đi nha lên. Trời ơi, ông chú này hung dữ quá mấy bạn ơi. Mày giận dữ thiệt sự luôn á. Ông dữ quá. Hai thằng bay đứng ở đó đi. Không biết thằng kia nó bị đập tới đâu hả trời. Mày đi lên đây. Giỡn mặt với tao rồi. Ui, hình như có chuyện gì kìa nha. Ôi, lên luôn rồi. Mày lì lắm, mày lì hả? Bước vào chuồng. Ôi trời ơi, nó bò luôn rồi. Nó bò vô chuồng luôn rồi bạn ơi. Ôi trời ơi. Mày từ lâu rồi. Mày nè. Mày từ
rồi. Mày ở trong đó đi, cẩn thận tao đó. Ôi giời ơi, ông chú này hung dữ thiệt sự luôn. Thôi đi về thôi, Jimmy ơi đi về thôi, ở chỗ này đủ rồi. Ê, tạm biệt tụi bay nha, cho thấy bà tụi bay luôn, cho tụi bay mới sợ. Trời ơi, từ khi có ông chú này làm cảnh sát ở đây tôi thấy an tâm kiểu gì á Jimmy ơi. Hôm nay tôi sẽ về tôi blog lên Facebook tôi nói gì không? Đúng rồi. Sao? Hôm nay tôi vừa gặp được Hi Gia đắc ở bên làng Hi Gia. Đúng rồi. Chú ơi, mở cửa chú ơi, trời ơi. Trời ơi, tao quên. Được rồi, được rồi. Ra đi. Ôi trời ơi, mở cổng rồi các bạn ơi. Tạm biệt chú nha, chú làm việc vui vẻ. Ồ, tạm biệt. Trời ơi, mệt thiệt á mấy bạn ơi. Trong ngày đầu tiên thấy đi qua cái tù này thăm thử rồi, ai ngờ đâu, không ngờ đến như vậy luôn á các bạn. Thôi được rồi, bây giờ thì hết video tại đây rồi các bạn ơi. Hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo nha. Bye bye.